Tăng cường công tác bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm, thực hiện văn minh thương mại là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và liên tục của các đơn vị lực lượng địa phương nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, quyền lợi của người dân, du khách khi đến với thành phố. Đó là chỉ đạo xuyên suốt của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về nội dung giám sát công tác quản lý bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Báo cáo kết quả giám sát tình hình quản lý thị trường và bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Ban Kinh tế Ngân sách cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa lũy kế 2 tháng đầu năm đạt trên 11.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2022. Công tác dự trữ hàng hóa tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó tập trung các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, mặt bằng giá cơ bản giữ ổn định. Tuy nhiên, ngoài giám sát thực tế, Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết vẫn còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh. Nổi cộm nhất đó là tình trạng kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng lề đường vẫn còn rất phổ biến tại các chợ, tình trạng gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn chưa được kiểm soát triệt để. Công tác kiểm soát an toàn thực phẩm với nông sản tươi vẫn là nhiệm vụ khó khăn. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nêu trên vẫn là cơ chế xử phạt chưa mang tính răn đe, lực lượng kiểm tra kiểm soát mỏng, nhận thức về chất lượng hàng hóa của người tiêu dùng vẫn còn hạn chế. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn ghi nhận đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cơ quan đơn vị, sự vào cuộc phối hợp tốt của các cấp các ngành, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ của người dân. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chủ động điều hành giá đồng bộ hiệu quả linh hoạt, kịp thời trong thời gian đến, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan bám sát nhiệm vụ giải pháp năm 2023, chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thị trường, điều hành giá để giữ ổn định mặt bằng giá thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.